cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ 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 cho phép. Bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép. Bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép. Bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép. Rồi hồi xưa người ta không biết rồi. Chất lượng mấy con game mê hay chả lắm. Không, có thể là ông ngoan, ông mạnh kỹ thuật thì có thể ông làm được. Những thằng khác nhập con đua hiểu không? Thế thì kỹ thuật nó có, nó vẫn làm tốt được. Uầy, xưởng sản xuất xe mới này, như Euron thôi. Bãi xe luôn, xe mới. Đang trắng hết, trên sơn màu. Đâu? Ra đến đây là xong rồi. Bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép.